À rồi, Huy Cường Audio xin kính chào tất cả các bác. Lần đầu tiên thì các bác cho phép Huy Cường Audio gửi một lời chào sức khỏe đến toàn thể tất cả các bác có chung niềm đam mê âm thanh trên khắp mọi miền Tổ quốc. Ngày hôm nay thì shop bên em sẽ giới thiệu cho tất cả các bác combo dây loa, dây tín hiệu và dòng dây nguồn của Mark Lifeson nha. Thì đây là một trong những thương hiệu nó cũng rất là nổi tiếng đến từ Mỹ rồi và được tất cả các bác đánh giá về cái chất lượng âm thanh của dòng dây loa Mark Lifeson này cực kỳ là tốt nha. Đấy, khi mà các bác phối ghép trọn bộ cả dây loa, dây nguồn và dây tín hiệu hay là dây ba lăng của Mark Lifeson thì nó đều cải thiện tốt cái chất âm, tiếng bass nó rất là khỏe, trung âm, trường âm nó ra, nó có độ chi tiết, tiếng nó ra rất là tĩnh và cái chất âm nó mang lại nó cực kỳ là mềm mại nha. Đấy, bây giờ sẽ giới thiệu cho các bác chi tiết từng sản phẩm một. Thì trước tiên em đang cầm đây chính là một sợi dây nguồn của Mark Lifeson. Thì dòng dây nguồn Mark Lifeson này thì hiện tại là bên em không còn nhiều đâu nha. Đấy, số lượng bên em về nó gần như là không có hàng đâu. Đấy, trên đây em cầm đây chính là cái sợi dây nguồn của Mark Lifeson này, các bác nhìn chưa, rất là đẹp, dây thì nó cực kỳ là mềm dẻo nha. Đấy, và dòng này đây các bác có thể thấy được nó là dòng dây nguồn của Mark Lifeson và được sử dụng đây, các bác nhìn nhá, Mark Lifeson này, Mark Hoffman này, và nó sẽ sử dụng là những bộ đầu rắc nguồn carbon chống oxy hóa như thế này. Đấy, hãng người ta lên bây giờ người ta đều sử dụng là những bộ đầu rắc nguồn carbon như này rồi để cái tiếp xúc cái chất âm nó tốt hơn và cải thiện cái dòng điện đầu vào nó ổn định hơn cho tất cả các bác nha. Đấy, những bác nào mà đang sử dụng cái dòng dây nguồn mà đi theo máy thì các bác có thể lên tham khảo về những cái dòng dây nguồn rồi như này nha. Như hôm bữa thì em cũng có qua một bác khách thì bác ấy xài con E800 thì một bác đang xài dây nguồn zin. Đấy thì em có báo tư vấn cho bác ấy là lên nâng cấp cái dây nguồn thì bác ấy cũng đồng ý. Đấy, khi mà bác ấy đã trải nghiệm thì cắm mỗi cái dây nguồn này vào thôi mà cái chất âm nó đã cải thiện rõ rệt cho tất cả các bác rồi. Đấy, cũng như cái dòng điện vào đầu vào của nó, những con âm ni, những con đầu CD nó sẽ sạch hơn. Đấy, tiếng nghe nó sẽ chi tiết hơn cho tất cả các bác nha. Thì các bác lên tham khảo. Đấy, để và khi mà các bác sở hữu được một cái sợi dây nguồn của Mark Lifeson như thế này, đấy các bác có phải bỏ là một số tiền, đó là chính là 7.800.000 một sợi dây nguồn nha. Đấy, 7.800.000 một sợi dây nguồn của Mark Lifeson. Rồi, kế đến thì đây bên cạnh các bác đây chính là một cặp dây tín hiệu này. Đây. Đấy. Thì đây chính là một cặp dây tín hiệu của Mark Lifeson. Dây này thì bên em về được hai cái cự ly, đó chính là 1 mét và 1 mét rưỡi. Dây thì hàng nguyên bản là rất là đẹp và được đây các bác nhìn này, được hãng người ta sử dụng này. Đấy. Đấy, bên ngoài tất cả thì đều là sử dụng là một lớp vải bọc chống nhiễu như này cho tất cả các bác này, và đầu rắc của nó đây các bác có thể tham khảo này. Đấy, đây chính là những dòng dây tín hiệu của Mark Lifeson đây. Đấy, các bác nhìn nhá, Mark Lifeson này. Đấy, nó sẽ sử dụng là trọn bộ là những bộ đầu rắc carbon của WPT. Đó, rắc này nó là dòng rắc WPT0102AG, đầu rắc mạ carbon, thân rắc cũng là mạ carbon hết 100% cho tất cả các bác. Bởi vì khi các bác đã sử dụng lâu năm và sử dụng những cái dòng dây nguồn dây tín hiệu như này nha, em nói với các bác là các bác sử dụng khoảng 2-3 năm thì đa số các bác sử dụng những cái đầu rắc thường, chỉ cần đến 1 năm thôi là đầu rắc đã ngả vàng đi rồi, ngả màu đen đi rồi nha. Nhưng mà khi các bác sử dụng đến những cái vòng dây, những cái đầu rắc carbon như này nha, bác xài vô tư đi 3-4 năm không hề oxy hóa một chút nào, thì đương nhiên là khi các bác sử dụng lâu thì cũ, nó sẽ cũ. Còn nếu mà để mà nó đổi màu hay là nó reset thì em đảm bảo các bác là không bao giờ bị nha. Đấy. Và cái cặp tín hiệu Mark Lifeson như thế này thì hiện tại bên em đang bán 1 mét nó cũng đồng giá là 7.800.000, còn 1 mét rưỡi thì em đang bán là 9.800.000. Thì bác nào có nhu cầu có thể alo cho em Huy Cường Audio nha. Và tất cả sản phẩm thì hết ngày hôm nay, hết ngày mai thì bên em sẽ hết cái chương trình khuyến mãi, nên là bác nào mua thì hãy alo sớm cho em nha. Ví dụ như cặp này nó chiều dài 1 mét rưỡi 9.800.000 thì nó đang giảm giá là 20%. Đấy, thì các bác được giảm giá này, nó được một giảm giá là 1.800.000 luôn. Đấy, thì các bác mua nó chỉ còn là 8.000.000 đồng một cặp thôi. Còn khi mà để mà nó hết cái chương trình khuyến mãi này thì các bác cũng thông cảm giúp em nha. Bởi vì đầu năm, đầu xuân năm mới thì em bán gọi là tri ân đến tất cả các bác. Các bác ủng hộ em trong suốt cái thời gian vừa qua thôi. Đấy, một sản phẩm em nói là những sản phẩm em bán chỉ đúng bằng giá gốc, thậm chí có sản phẩm em phải chịu ship cho tất cả các bác. Rồi. Kế đến thì hôm nay em còn được cặp dây loa của Mark Lifeson đây. Đấy, cặp này thì rất là nổi tiếng rồi.
phải là em bán một cặp hai cặp đâu các bác, các bác nhìn nhá. À, thân dây của nó này rất là chất lượng nha, thân dây rất là to. À, dây thì khá là mềm dẻo, đầu rắc của nó đập bốn đầu dây thì nó đều có bốn cái cục lọc nhiễu của McLemson như thế này đây. Đấy. Thì khi qua các bác nhìn nhá, nó đều có bốn cái cục lọc nhiễu của McLemson như thế này nha. Đó. À, các nhìn nhá, McLemson bài học màn này. Và loại dây của nó thì các bác để ý này, đây dòng này của nó này, loại dây đây. Loại dây của nó là loại 6.0 đi nha. Đấy, các nhìn nhá, loại này. Đấy, loại rất là to. Cũng là sử dụng là cho bộ là những bộ đầu rắc carbon như này thôi. Bắp chuối của nó thì cũng là sử dụng là những bộ đầu rắc carbon như này. Đấy. Bác đi à, bên nó người ta đã qua sử dụng rồi nha. Nhưng mà cái đầu rắc còn rất là đẹp, kể cả là về thân dây đến đầu rắc còn rất là đẹp, cực kỳ là xuất sắc. Những dàn âm thanh nhà bác nào, đấy, chất âm chưa được cải thiện, tiếng bass nó chưa được sâu, bass chưa được mềm mại, thì các bác lên tham khảo về cái dòng dây loa McLemson như này. Đặc biệt là bác nào mà có nhu cầu lấy cho bộ cả dây loa, dây nguồn và dây tín hiệu thì các bác lên tham khảo về cái dòng này nha. Em bên em thì có chọn bộ đầy đủ cho tất cả bác để bác phối ghép làm sao cho nó cái chất âm nó ra nó đảm bảo nhất, nó hài hòa nhất có thể. Đấy. Rồi thì ngày hôm nay thì em cũng về được combo dây loa, dây nguồn và dây tín hiệu của McLemson. Thì những bác nào có nhu cầu các bác thì alo cho em Huy Cường qua số điện thoại 0775 264 888. Bên Huy Cường Audio sẽ gửi hàng và miễn phí vận chuyển cho tất cả các bác nhé. Được, thì sau cùng em cũng muốn xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong những video kế tiếp. Thì trước khi dừng video, các bác nhớ đăng ký kênh để được theo dõi những cái video clip thường xuyên hơn bên Huy Cường Audio nhé. Em xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các bác ạ.